Xin chào các bạn nhé. Hôm nay là mùng 6 Tết. Thì do công việc trong Tết mình bận quá, thế đâm ra là hôm nay mình mới có thời gian để mà trò chuyện với các bạn được. Thế thì đầu xuân năm mới thì mình chúc các bạn là có một sức khỏe và công việc thuận lợi. Và sang năm mới thì có thêm nhiều cái may mắn đến với mình. Thế thì trong quá trình mình làm video thì mình thấy là có nhiều bạn hỏi mình có một số câu hỏi mà mình không có thời gian mình trả lời và mình không biết là dành vào cái dịp nào cả. Thế thì hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn. Thế mình trong quá trình làm video mình thấy có một số bạn hỏi mình về cái chọn nghề. Bạn hỏi mình là chọn nghề ở trong trường hơn hay là chọn ở học ở ngoài hơn. Và cũng có một số bạn hỏi mình là học nghề điện tử này thì bắt đầu từ đâu? Và tiếp theo nữa là cái gì? Câu hỏi mình là cái tố chất nào để mình có thể theo được cái nghề điện tử? Đấy, làm thế nào để biết mình có duyên với nghề điện tử không? Ai thì bảo là giỏi thì không ai dám nhận mình là giỏi nhất các bạn. Đấy, quan trọng là cách truyền đạt cho các bạn. Ở đâu truyền đạt các bạn tốt nhất thì các bạn vào. Còn để mà truyền đạt tốt nhất ý, thì mình thấy là trong trường nghề sẽ là truyền đạt tốt nhất. Và kiến thức nó cũng sâu nhất, nhiều nhất. Dĩ nhiên là trong cái trường nghề ấy, khi các bạn học trong trường nghề xong ấy, các bạn ra ngoài các bạn vẫn phải là đi làm thêm các bạn nhé. Và tìm hiểu thêm rất nhiều. Ở trong trường nghề ấy, thì họ chỉ cung cấp cho mình một cái nền tảng nhé các bạn nhé. Một cái nền tảng. Gọi là như kiểu là mình đi học, trong quá trình học mình ấy thì mẫu giáo lớp 1, lớp 2. Đấy, mấy cái đấy là gọi là cái nền tảng cho mình. Để mình làm những cái cao cấp hơn. Thế thì những cái được và mất khi các bạn học ở trong trường nghề và học bên ngoài. Khi các bạn học ở trong trường nghề ấy, thì sao ạ? Thì thứ nhất là cái gì? Các bạn được học lý thuyết đấy, và cũng được thực hành. Tuy nhiên thực hành nó sẽ ít hơn ở ngoài các bạn nhé. Đấy. Lý thuyết nó sẽ được học rất là nhiều. Và khi các bạn nắm được cái lý thuyết đấy thì nay mai các bạn ra các bạn làm nghề sẽ rất là tốt. Còn nếu như các bạn mà học ở trong học ở bên ngoài nhé, thì các bạn chỉ được thực hành thôi. Có nghĩa là gì ạ? Các bạn chỉ làm những cái sản phẩm ở cái nơi đấy làm thôi. Ví dụ như cái nơi đã làm chuyên TV thì các bạn chỉ biết TV thôi. Và các bạn học, thời gian học của bạn sẽ lâu hơn rất nhiều nhé. Học sẽ rất là lâu. Đấy, và nếu mà trường hợp mà các bạn ra ngoài các bạn gặp những cái sản phẩm khác thì có thể các bạn không làm được. Đấy, thế thì theo kinh nghiệm mình là gì ạ? Các bạn học, nếu như theo mình nhé, các bạn nên va vấp với nó, các bạn nên có đam mê với nó thì các bạn theo nó sẽ dễ. Còn nếu mà các bạn gượng ép thì cái điện tử này các bạn gượng ép không học được. Thế đâm ra các bạn hỏi mình cái tố chất nào để đi theo nghề điện tử thì thực ra là phải đam mê. Đam mê và thêm một chút tư duy logic vào đấy nữa các bạn. Đấy. Và kiên trì nữa, tính kiên trì nữa. Bởi vì điện tử này học có lâu dài lắm các bạn. Nó còn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cái quá trình mình làm nghề. Chứ không riêng gì là các bạn học xong là ra đã mở tiệm ngay đâu.
Thế thì sau từ nãy giờ mình phân tích cho bạn ấy thì các bạn thấy này. Thứ nhất ý, là các bạn để mà đi theo cái nghề tử này, thứ nhất là các bạn cần phải có đam mê. Bởi vì khi các bạn có đam mê thì các bạn có thể là gì ạ? Theo nó rất là dễ dàng, theo kịp được nhé. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn mà không có đam mê thì các bạn đi vào nó sẽ rất là chật vật. Rất là chật vật các bạn nhé. Thà các bạn chọn cái nghề khác nó còn ra tiền hơn rất nhiều. Tiếp theo là chọn nghề thì như mình bảo rồi. Nếu khi các bạn có đam mê thì các bạn nên chọn vào trường nghề. Nên chọn trường nghề. Còn nếu mà các bạn có đam mê rồi, tuy nhiên lại chưa biết bắt đầu từ đâu, đúng không ạ? Có đam mê rồi. Đấy, nhưng mà các bạn chưa chưa có biết một cái gì cả. Thì theo mình nhé, các bạn nên chọn đi xin ra ngoài thực tập ở đâu đâu đó bên ngoài khoảng một thời gian. Gì ạ? À? Để làm sao các bạn va vấp được với nó. Và các bạn đừng nên chọn những cái nơi nào chuyên một món nhé. Ví dụ các bạn mà chọn cái nơi mà chuyên sửa tivi hoặc là chuyên sửa nồi cơm là không được. Mà các bạn phải chọn cái nơi nào mà đang làm đa năng ấy. Khi người ta làm đa năng thì các bạn sẽ được va vấp với nhiều món. Và khi các bạn va vấp rồi ấy, thì các bạn ra ngoài các bạn học nó sẽ rất là dễ dàng. Nay mai các bạn vào trường các bạn học rất dễ dàng. Và khi vào trường học ấy thì người ta sẽ dạy cho bạn lý thuyết kèm với cả thực hành. Dĩ nhiên là cũng chưa chắc là các bạn đã giỏi ngay được. Đấy, sau khi vào trong trường học xong thì các bạn đã nắm được một phần về gọi là cái lý thuyết trong trường rồi. Thì lúc này các bạn lại ra ngoài và đi xin thực tập ở một cái nơi nào đấy chuyên về những cái mảng nào đấy để các bạn làm chuyên về các cái món đấy. Đấy, học xong như thế rồi thì các bạn phải đi học ngoài những cái món mà các bạn học ở trường ra nhé, thì các bạn phải học thêm rất nhiều. Bởi vì ra ngoài ấy, đôi khi người ta mang đến cái âm ly hoặc là một cái bếp từ chẳng hạn mà mình không làm được thì mình sẽ bị mất khách. Thế bắt buộc các bạn phải học được nhiều món, nhất là các bạn ở quê nhé, không nên chuyên món. Thế còn cái điện tử này thì nó còn yêu cầu gì ạ? Nó là các bạn phải thông minh nữa cơ. Nên nếu mà không thông minh và không kiên trì các bạn không thể theo được. Có nhiều ban bệnh nó cần có một cái phân tích, có cần cái độ phân tích của các bạn. Nếu các bạn phân tích sai thì đương nhiên các bạn sẽ không ra vấn đề. Hoặc là các bạn không có cái logic để phối phân tích ấy. Thì khi các bạn vào các bạn sẽ không biết nó nằm ở đâu cả. Và các bạn sẽ thay bừa. Mà các bạn biết ấy, mạch điện tử nó hàng nghìn con linh kiện. Các bạn thay bừa thì không bao giờ nó ra bệnh. Kể cả nó ra bệnh thì có thể nay mai nó chết lại, các bạn tỷ lệ bảo hành rất là cao. Đấy, nên ngành điện tử rất là phức tạp như vậy. Thế thì đấy, kết luận lại này. Nếu mà trường hợp mà các bạn có kiến thức rồi thì các bạn nên vào trường nghề. Vào trường nghề học. Học để lấy thêm một cái kiến thức cơ bản. Sau đó các bạn lại đi ra ngoài để xin thực tập bên ngoài. Khi nào mà các bạn thực tập cảm thấy ok thì bạn về mà tiện. Còn nếu mà các bạn có đam mê rồi nhưng các bạn chưa biết gì thì các bạn nên ra ngoài, xin ra ngoài thực tập một thời gian để va vấp với linh kiện, không bỡ ngỡ linh kiện. Sau đấy các bạn nên xin vào trong trường nghề học. Học ở trong trường nghề xong các bạn lại xin ra ngoài để thực tập một thời gian nữa. Thì đây là cái hướng đi đúng đắn nhất. Thế còn học điện tử này, cái yếu tố quan trọng nhất là gì? Ngoài những cái yếu tố mình vừa bảo đúng không, thì còn một cái yếu tố đó là cách học. Thế thì nhiều bạn ấy thì có thể là chọn những cái trường nghề rất là nổi tiếng để học. Tuy nhiên các bạn đang chọn sai cách. Những cái trường nghề càng nổi tiếng ấy, thì kiến thức nó càng nặng. Mà cái kiến thức càng nặng như vậy mà các bạn chưa biết gì các bạn vào thì gần như là tỷ lệ trượt. Tức là ra trường nó không làm được nghề rất là cao. Thế thì để giải quyết vấn đề đấy thì trước tiên này, các bạn nên trong trường nhé. Các bạn nên học kỹ cho mình. Nếu mà các bạn đã làm trong trường rồi, các bạn học kỹ cho mình cái kiến thức cơ bản, cái điện tử cơ bản ấy. Cái đấy nó chính là cái tiền đề để các bạn làm điện tử sau này. Muốn làm cái gì cũng là được, các bạn phải học điện tử cơ bản chắc cái. Đấy, bởi vì nó điện tử cơ bản nó cũng giống như kiểu là những cái bài toán cộng trừ nhân chia của cấp 1 ấy. Các bạn mà không nắm được thì nay mai các bạn lên các bạn học hàm số hoặc là vẽ đồ thị các thứ vân 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 nó sẽ rất là khó khăn, và không làm được ấy, chứ không phải là khó khăn. Thế nên là điện tử cơ bản rất quan trọng. Học được điện tử cơ bản, các bạn cố gắng cho mình nắm cho mình cái nguồn sung các bạn nhé. Bởi vì cái nguồn sung ấy, nó trong tất cả thiết bị điện nó đều có sử dụng cái nguồn sung, và nguồn sung là cái nguồn cao cấp hơn rồi đấy. Còn nay mai nó còn có các cái nguồn cao cấp hơn, nó vẫn là nguồn sung nhưng nâng cấp lên, thì các bạn ra ngoài các bạn làm thì các bạn có thể là nâng cao dần dần. Tuy nhiên là cái nguồn sung rất quan trọng. Sau khi mà các bạn học nguồn sung xong ấy
thì các bạn là phải tìm hiểu. Các bạn đừng học các thiết bị cao cấp ngay nhé. Bởi vì các bạn mà học các thiết bị cao cấp ngay thì các bạn sẽ bị hỏng kiến thức đấy. Nên theo kinh nghiệm mình ấy, học xong nguồn sung thì các bạn cố gắng làm những cái thiết bị gọi là thiết bị analog ấy. Đấy. Những cái thiết bị mà nó chưa có phần mềm nhiều như là âm ly này, âm thanh này. Đấy là những cái thiết bị các bạn cần phải học. Bởi vì khi các bạn làm những thiết bị đấy thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ kích thích cái tư duy của các bạn phân tích. Đấy, phân tích. Và nó cũng là những cái thiết bị mà có thể phân tích được, không không phải dùng quá nhiều tư duy. Khi mà các bạn làm được những cái thiết bị này thì về cơ bản ấy là các bạn đã hiểu được khá khá về mạch rồi. Sau đó các bạn tiếp tục nâng cao lên nha các bạn nhé. Nâng cao lên bằng cách là các bạn học thật nhiều các thiết bị khác nhau. Cố gắng phân tích, nghiên cứu thật nhiều các thiết bị khác nhau. Nhiều các thiết bị khác nhau để làm gì ạ? Để chúng ta hiểu được cái nguyên lý hoạt động của đồ điện. Đấy, của cái này hoạt động như này, cái kia hoạt động như kia. Khi các bạn đã hiểu được nguyên lý của nhiều thiết bị thì nay mai các bạn gặp một thiết bị mới, các bạn có thể là tư duy logic các bạn thể sâu chuỗi lại các cái bài học trước đấy, các cái sản phẩm trước đấy để các bạn làm những sản phẩm mới nó dễ dàng hơn rất nhiều. Đấy. Sau đấy thì sao ạ? Sau khi các bạn học được nhiều thiết bị rồi, đúng không ạ? Thì các bạn chuyển lên những cái cao cấp hơn. Đấy, những cái linh kiện, những cái mạch điện tử mà có chứa phần mềm. Ví dụ như là nồi cơm điện này, cái loại mà nồi cơm điện tử ấy, nó có IC các thứ vân vân. Rồi quạt hơi nước, quạt điện tử. Rồi liên quan đến nồi cơm từ, bếp từ. Đấy, đây là những cái sản phẩm các bạn cần phải học. Bây giờ lên đây nó sẽ làm những cái sản phẩm cao cấp hơn rồi. Nó có chứa phần mềm rồi, được chưa ạ? Nó chứa phần mềm rồi. Và tuy nhiên ấy, phần mềm nó là chưa chưa đủ để làm khó các bạn. Thì các bạn học lên, cứ lên dần dần, lên dần dần. Các bạn đừng có đùng cái bạn chọn những cái nghề cao siêu quá. Đấy, các bạn đừng có đùng cái bạn chọn vào những cái nơi mà nó quá cao siêu mà trong khi cái khả năng của mình chưa đạt. Nếu mà khả năng của mình chưa đạt thì mình cứ làm từ 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 lên thôi. Nhớ bạn nhé. Thế mình thấy cũng có nhiều bạn ấy cũng xuống đây học rồi. Đúng không ạ? Cũng học ở nhiều nơi, sau lại xuống dưới chúng mình học. Tuy nhiên ấy, thì xuống đây thì mình cũng chỉ cung cấp cho các bạn những cái nền tảng để các bạn làm nay mai các bạn có thể nâng cấp lên. Khi các bạn có nền tảng rồi nhé, thì các bạn đi xin phụ ở đâu cũng vậy. Như ngày xưa ấy, thì mình nhớ là đi học ấy, mình thấy có nhiều người cứ bảo là cái gì mà đi ăn cắp nghề đấy, ăn trộm nghề phải nhanh trí các thứ. Nhưng thực tế ra ấy, khi các bạn đã nắm được cơ bản rồi, người ta chỉ cần nói qua một cái thôi các bạn nó đã hiểu ngay rồi. Các bạn không cần phải gọi là cái gì ạ, ăn cắp nghề hay gì cả. Hoặc là có thể các bạn chỉ liếc qua cái, các bạn đã hiểu ngay cái đó là thay trên cái đường nào và hỏng trên đường nào. Còn nếu mà các bạn học ở ngoài đúng không, thì đương nhiên các bạn không thể biết được. Các bạn chỉ có thể hiểu là à, con này nó hỏng ở vị trí này thôi. Thế nếu mà nay mai mà ví dụ mình giả sử như các bạn đi học sửa ống nước đi, học sửa ống nước đi chẳng hạn, nó có hai nhánh đúng không? Và có một cái nhánh tổng. Thế nay mai ví dụ các bạn thấy là cái vòi bên này nó không ra nước đúng không, thì các bạn người ta thấy người ta cắt cái đoạn chỗ này ra, hoặc là khóa mở cái vòi ra để sửa cái vòi này, thay vòi này đúng không, lần sau mình lại cứ thay cái vòi đấy. Tuy nhiên nay mai ví dụ đường nước nó tắc ở đằng trước, nó có thể tắc từ cái vòi ở phía đằng trước khiến cho cả hai cái vòi của mình nó đều không ra nước, thì lúc này mình lại phải đi lần đằng trước nó, và đương nhiên mình phải hiểu về nó thì mình mới có thể lần ngược lại đúng không. Đấy, cái điện tử này cũng như vậy. Nên nếu mà trường hợp mà các bạn học ở ngoài mà theo kiểu quen tay ấy, thì cái nay mai ấy, các bạn học có thể là 2 năm, các bạn có thể là thành nghề thạo luôn, giỏi luôn cái mảng đấy. Mình ví dụ như bạn sửa tivi, bạn giỏi luôn tivi. Tuy nhiên chuyển sang một cái sản phẩm khác, ví dụ như là về nhà bố mẹ vợ chẳng hạn, có cái nồi cơm hỏng bây giờ bảo sửa không biết là chết rồi. Bởi vì lúc đấy mình đang là không hiểu cái cơ bản nhé. Đấy, đâm ra là các bạn bắt buộc là phải sợ, phải học để mà hiểu. Thì khi các bạn hiểu rồi thì kiếm tiền sẽ rất là dễ. Còn nếu mà các bạn học theo kiểu mà để kiếm tiền luôn ấy thì nó rất là khó. Đối với cái trường hợp mà các bạn học để kiếm tiền luôn nhé, thì thứ nhất ấy, là các bạn phải có cái tư duy rất tốt. Cái thứ hai là các bạn phải có một cái lượng vốn rất là lớn, rất là lớn. Bởi vì khi mà các bạn ra mà các bạn kiếm tiền luôn ấy, thì nếu mà cái kiến thức các bạn không có thì các bạn cần có một cái vốn lớn. Khi mình biết sơ sơ về nó rồi thì mình có thể là thuê người khác về để làm cho mình, để mình học hỏi thêm cái kinh nghiệm các bạn nhé. Tuy nhiên cái trường hợp này thì anh em đã đi học nghề thì thường thường là vốn cũng chưa, cũng gần như là không không lớn lắm. Bởi vì khi ta vốn lớn lại bỏ ra ta kinh doanh buôn bán nữa. Đấy. Tiếp theo nữa là gì ạ? Đó là